Thứ hai là cái vùng chạm này mình có bảo là nếu như nó xuống qua vùng chạm thì gần như là mình sẽ phải cắt lỗ. Thì các bạn để ý này, tất cả các thanh nến này nó xuống đến cái vùng chạm này là nó lại quay lên, đúng không ạ? Và một điểm nữa là khi mà nó đã phá qua đây, nó tạo cái mip tam giác này, nó phá lên trên này, thì gần như là cái xu hướng nó không phải là mạnh, nhưng cơ bản là nó tạo được một cái xu hướng lên. Hello, 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 xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Đời Trường Phái Sinh. Và đây là video thực chiến. Chúng ta sẽ cùng theo dõi qua một chút thị trường đang biến động như thế nào trước khi mình quyết định có vào lệnh hay không. Thật ra là hôm nay mình vào khá là muộn, giờ là 10 giờ 15 mình mới xong việc. Thì bây giờ mình mới bắt đầu vào xem qua thị trường một chút. Ở đây thì cái phiên sáng nay các bạn nhìn này, cơ bản là có một nhịp long, đúng không ạ? Khá là đều từ 32 lên 36. Tầm 38 xong về 36 tầm 4 điểm. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy được xem nào. Mình tăng cái mạch thằng này lên, đổi cái màu này cho nó rõ rõ này. Đấy. Đây các bạn đang nhìn thấy một cái nhịp lên. Biểu 5 phút cho mình về lại biểu 5 phút vẽ cho nó rõ nhá. Đây. Như vậy là đang đánh ở cái thanh này. Thật ra cái điểm này nó quay về thì cũng rất hợp lý này, một cái vùng ở đây, đúng không ạ? Như vậy cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ không có làm gì cả, tại vì nó đang vận động ở cái vùng này. Giả sử như có đánh ấy, thì cho nó sọt về đến đây đi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cũng không ăn thua. Thì hoặc là chúng ta sẽ ngồi đợi 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 một chút xem là nó có về đến đây, nó quay lên này hay không. Nếu như phiên hôm nay mà xuống nữa thì chắc chắn nó sẽ còn phải biến động ở đây một chút nó mới xuống, mình nghĩ như vậy. À, nhưng mà bây giờ cũng 10 giờ rồi đấy các bạn. Tuy nhiên thì mình đang thấy có một cái nhịp tích lũy ở đây khá là đẹp, sau đấy bắn phá lên được bao nhiêu điểm? 36 đến 2, 38, nói chung là không không có bỏ lên, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là nó sẽ đi ngang ở đây một chút này, để tí nó đợi công phá lên thanh trên này thôi. Nếu mà công phá lên thanh trên thì người ta kỳ vọng nó về được khoảng cũng có thể là chúng ta đang rất có duyên với con số 42. Có thể là không quá là nhiều, nhưng mà nó lên được 42 thì không quá là nhiều điểm, nhưng mà có vẻ như người ta đang khá có duyên với con 42, đúng không ạ? Hôm qua cũng căn về 42, hôm nay lại chờ về lại 42. Thì về cơ bản mình đang suy nghĩ nhé, cái này là cái nhận định của mình ấy. Thì đây. Đây đi. Nếu như quả này có một nhịp long bật lên nhưng mà đang đóng ở dưới nhé. Nếu mà có một nhịp long bật lên thì chắc là mình sẽ vào một lệnh. Mua. Nhưng nếu mà nó sọt xuống như này thì mình sẽ không có làm gì cả. Tại vì thật ra nếu mà sọt xuống thì chúng ta sẽ phải đợi, nếu như nó bắn phá qua vùng này và khối lượng ok thì có thể nó sẽ đánh tiếp một nhịp sọt về tận dưới này. Đó, về tận tầm 27. Còn nếu mà thực sự nó đã sọt ấy, thì cái vùng này nó chẳng còn là gì các bạn nhé. Nếu nó đã vào cái nhịp sọt, nó đánh sọt thực sự, thì cái vùng dưới này nó chẳng là gì hết á. Còn tất nhiên là ta không có biết được, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đang theo dõi thị trường để đưa ra nhận định của chúng ta mà thôi. Nhưng mà nếu thực sự nó đã đánh kiểu này mà nó sọt về thì đúng là cái vùng này, ý là nó dễ mất, hoặc là có thể nó về đến đây. Còn nếu như không thì người ta kỳ vọng một nhịp long tạm tạm lên trên này đi cái đã, đúng không ạ? Đó, sau đấy chúng ta sẽ chờ xem là thị trường nó vận động như đây, đánh xuống rồi. 36, 35. Xem có qua được cái đường giá 35.50 này hay không. Một cái thanh xanh
Mình thì mình đang kỳ vọng một hành xanh các bạn nhé. Nếu như có một hành xanh lên ở cái điểm tầm này, quay ngược lên mà nó cái thanh nến này còn 3 phút nữa cơ, chúng ta cứ đợi một chút xem chúng ta nhận định thêm. Không có gì phải vội vàng cả. Đúng không ạ? Chúng ta cứ chờ có một cái cơ hội vào, nếu mà ok thì người ta vào lệnh. Khối lượng không quá đáng kể. Mình phải lấy giấy mình nốt lại một chút cái thời xem nào. Thế ra mình vào cũng chưa đến 5 phút này, 5 phút à. Wow. Để xem nó bắn xuống thanh vàng như thế nào các bạn nhé. Ta chờ xem nó có bắn xuống thanh vàng, nó qua được thanh vàng này hay không nhé. Xem có qua được thanh vàng hay không. Mình xem trong quá khứ có phiên nào nó na ná như phiên này không các bạn. Có một điểm rất hay là thi thoảng mình thích xem lại đúng không ạ? Giống như phiên hôm qua này mình có bảo này, nó sẽ giống kiểu này á. Mình có nói là chỗ này hay là chỗ này ấy nhỉ? Chỗ này thì phải. Cuối cùng nó cũng đi gần gần giống đúng không ạ? Nó chỉ gần gần giống. Nhưng ý là cho mình thêm một cái điểm điểm nhìn đó. Có một hành xanh ở đây thì sẽ đẹp. Còn nếu mà không thì ta vẫn cứ chờ thôi. Cái cơ bản là nó đang vượt qua cái vùng này rồi, nhưng mà mình nghĩ là nó không vấn đề gì, tại vì nhịp giữ của nó ở tít dưới này cơ mà. Thanh này mà đóng bật lên hoặc là giữ ở kiểu búa thì sẽ đẹp đó. Còn 1 phút, còn 30 giây nữa các bạn chờ xem thanh nến sau nó sẽ đóng như nào nhé. Nó bật xanh lên một chút này, lên trên này một chút nữa thì mới ok. Hoặc là cái nến sau nó bật lên trên trên cái thanh nến này thì người ta sẽ vào một cái lệnh long thử. Thử thôi, mất tiền thì bỏ đi đúng không ạ? Xem nến tiếp theo các bạn, còn 2 giây nữa nhỉ. Nến tiếp theo màu xanh lên trên thanh này, người ta vào một lệnh long nhá. Xuống dưới à. Được. Bật lên qua thanh này đi, mình phải chờ nó phải đúng rồi. Chúng ta vào từ một lệnh long này. Vào danh mục để xem. Vào sau đây người ta chờ. Đúng không ạ? Điểm cắt lỗ của mình sẽ là dưới này. Dưới này nhé. Thế là cho nó về tầm hết cái thanh màu vàng vắt chéo này. Hôm nay mình không có quá nhiều thời gian cho nên là với lại ở cái nhịp này thì nó hơi khó, bởi nó hơi khó đánh rồi. Với mình thôi. Chứ có thể với các bạn khác thì các bạn có một cái điểm nhìn khác. Đó. Thật ra cái quả này nó phải lên thật mạnh cơ. Cái nhịp mình vào nó vẫn hơi yếu rồi. Nó phải đánh lên được trên này luôn thì nó mới ok. Ừ. Được. Không sao cả các bạn nhé. Mình cho nó về được tận đây cơ mà. Nghĩa là mình vào chỗ này, nếu như mà nó bật mạnh thì nó bật lên được thôi. Còn nếu mà không thì thôi. Đúng không ạ? Thật ra mình hơi vội chút. Mình hơi vội một chút. Nhưng mà đây là trả 50 thì cũng có thể chấp nhận được. Giả sử mình vào sai thì tính về đến đây nó lại quay lên. Còn lúc đấy xem cái lực lên nó như nào. Nếu mà yếu quá thì mình có thể mình cắt đi. Thanh này mà xuống mạnh vượt quá đỉnh bên này là hơi nguy hiểm này.
Nếu mà nó vượt quá cái đầu của cái thanh trước này thì hơi nguy hiểm. Còn nếu mà cứ đánh như này thì không sao. Này còn 3 phút nữa cơ mà. Vậy ông búa này ông chỉ ở đây cho oai thôi, chẳng giải quyết được gì đúng không ạ? À, phải dọa mấy ông đỏ này không xuống nữa, quay lên đi thì. Miễn là nó không xuống qua cái đầu này. Đó, miễn là nó không xuống qua đầu này là ok. Cứ giữ như thế này là được à? Wow. Đánh này thì hơi nguy hiểm nha. Đấy. Thôi. Vờ lệnh sai một phát là biết ngay. Khối lượng không quá nhiều lắm nhưng mà cái này nó còn 2 phút nữa. Cái ra vào hơi sớm đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chờ được đến đây thì tốt. Giờ cái nến này nó phải mạnh lên một chút nữa thì mới đẹp. Đánh này thì hơi hơi lo tại vì nó vượt qua cái thằng này rồi. Nếu mà nó giữ trên này này thì cái cơ hội lên nó sẽ cao hơn. Để mình xem là VM30 nó đang vận động kiểu gì. VN30 xem nhé. VN30 đang 20,26% này. Ồ. 35,5. Hơi vội. Con này lẽ ra mình phải đợi cái thanh này nó bắn qua hẳn thằng này đi vào thì nó sẽ ok nhất. Thanh này bắn dưới này thì hơi hơi chán. Thanh này mở dưới này thì hơi chán này. Mình xem qua bên ngày này một chút. Hôm nay ngày mở chống điểm. Mình nghĩ nó phải sẽ bò lên được khoảng. Gặp vùng này. Chắc hôm nay nó sẽ, phiên hôm nay chắc là nó sẽ giữ cho xanh nhẹ. Nó giữ cho xanh nhẹ. Để xem. Nếu mà không thì úi giời. Úi chật chà. Đến thanh vàng. Đến thanh vàng rồi đấy. Đây. Nến này lên thì vẫn được nha các bạn. Vẫn ok nhá.
Thế mà đợi ở đây vào thì nó có vẻ nó hợp lý hơn, đúng không? Lúc nãy mình vào hơi vội. Hơi vội. Nhờ thanh này lên thì hợp lý, hợp lý. Nếu mà thanh này xác định lên được khỏe như này thì chúng ta vẫn kỳ vọng, ít nhất là nó cứ để xem nó có đánh lên được lên đến đây không. Nếu như nó thực sự đánh lên tầm này nó lại xuống ấy thì nó đến chúng ta là phải cân nhắc. Nhưng mà mình thấy là cái thằng VN30 lại đi xuống điểm à. Hôm nay giả sử nếu mình vào sớm ấy thì mình sẽ một lệnh long ở đây. Nếu mà long ở đây thì giờ về cũng bằng nhau đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là sáng nay nếu mà mình đánh thì mình sẽ vào cái lệnh long ở đây. Theo cách đánh của mình ấy. Thì bây giờ cũng 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 sẽ như này, vẫn vẫn coi như bằng cái điểm thời điểm mình vào bên này thôi. 36.5. Chắc là mình sẽ vào sớm cũng cũng như thế thôi. Tại vì mình vẫn sẽ phải đợi qua cái đỉnh này mà. Nói chung là cơ bản nếu mà thế thì vẫn không ngon đúng không ạ? Không ok. Đó. Thế giờ nó không bật lên. Thật ra nếu mà các bạn có hỏi là vì sao sẽ vào ở đây thì các bạn nhìn cái thanh này nó xuống khá là dài, cái này mình có nói rồi. Và mình thích rất thích đánh những cái pha mà nó đối nghịch những cái điểm thanh xuống dài như này. Cái đầu đầu ngược đảo chiều của nó ấy, mình rất là thích đánh. Chứ nếu mà vào từ sớm thì mình cũng đã vào đây rồi. Nhưng mà kể ra có vào đây thì đúng là cũng không có ok lắm. Lên được một chút xong lại xuống ngay. Cơ bản thì VN30 đang xuống điểm. Không đáng kể. Đẹp nhất là không qua hai cái thanh vàng này các bạn nhé. Nếu nó mới vượt qua hai thanh vàng này rồi thì cái cơ hội cho mình vào cái nhịp long này để ăn điểm gần như là nó khó hơn. Nó khó hơn thôi chứ còn không không biết được đúng không ạ? Đúng rồi, nó sẽ còn đi dài. Đánh lên luôn thì được, đừng còn đánh xuống nữa thì cái nến này đánh lên luôn này thì mới ok này. Đánh qua cái đỉnh thằng đằng trước này đi. Đánh hẳn qua đỉnh thằng này đi. 10:35. Ừ, vượt hẳn qua cái đỉnh thằng trước này này. Vượt hẳn qua đỉnh này trước này thì đẹp nhá. Vượt mạnh lên. Chắc hôm nay sẽ buồn ngủ lắm. Đấy. Đẹp. Không phá được qua cái đầu này thì to to là nhìn nó sướng thế nào. Đấy. Lên hẳn đi. Lên hẳn đi. Để mình chờ thằng này nó còn 4 phút nữa cơ. Nó mới đi 1 phút thôi. Nó lên hẳn đi thì để mình mong cái cây nến sau ấy, nó phá qua cái đường giá 36.5 này này. Thì cơ hội ăn lên thì nó sẽ có nhiều hơn cho mình. Còn nếu mà nó lên tầm này, tầm vùng này mà nó không ok mà nó quay xuống nữa, lúc đấy là chúng ta sẽ phải tính nhé. Đấy, giả sử chúng ta kỳ vọng nó lên kiểu kiểu tầm đây kiểu.
phá được thì đẹp. Khó. Nến này. Nến này. Đứng im luôn. Bật mạnh lên. Còn 2 phút nữa thôi. Đánh ở giường được, miễn là đánh ở trên cái thằng này. Đánh trên cái ụ thằng này là được. Cái thằng thân nến này nó bé mà. Đúng không? Đánh từ trên này lên là ok rồi. Thế mình vẫn muốn là nó phải to to một chút, nó qua được cái ván nửa của thằng màu đỏ ở trước này này. Đấy, nó to to như này, nó giữ hết to to được như này, thân nến nó khỏe mập chút thì mới ok. Chứ còn nơi này thì không xuống đỏ được nhá. Để xem, ui giời. Này thì khó rồi. Để xem cái nến sau nào các bạn. Đang đánh ở vùng vàng này, vẫn đang ở vùng vàng thôi. Rút này. Cái nến sau khá là quan trọng ấy. Cái nến sau này nó sẽ là rất là quan trọng này. Đấy. Màu xanh vẫn đẹp đúng không ạ? Xanh. Đỏ. Đỏ 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 đỏ, xanh đỏ. Không ổn à. Đang ở đây thôi. Nên cái nến này rất quan trọng mà. Cái nến này mà bật xanh mạnh thì vẫn đỏ các bạn ơi. Cứ đánh trên thanh vàng là mình yên tâm một chút. Thanh vàng này nó là bùa hộ mệnh. Nến xanh đánh mạnh mẽ tí.
Đứng im rồi. À giỏi ơi. Lại xuống rồi. Còn một thanh cản cuối cùng của mình là thanh vàng dưới này thôi. Nếu mà nó xuống thì chắc là mình phải cắt lỗ đi đã. Nếu mà xuống đến đây thì mình phải cắt lỗ đi đã. Sau đó mình sẽ quan sát thêm. Xem 15 phút xem nào. Xong. Mạnh quá. Cái thằng này mà xuống như này thì thanh vàng này khó đỡ được à? Vẫn xuống. Xanh đi. Mở ở dưới này thì không ổn à. Mở này là không có ổn à. Để xem này nó vẫn đang về cái vùng cuối cùng của mình nhé các bạn nhé. Cái vùng hỗ trợ cuối cùng mà mình vẽ ra này. Để giờ chờ thử xem là nó có vượt qua được đây hay không, hay nó sẽ bán ngược lên. Đấy. Nếu mà nó cứ đánh mạnh xuống này thì chắc là mình sẽ phải chốt cắt lỗ ở đây đây đã, xong sau đấy mình tính tiếp. Vì rất có thể nó lại đánh thẳng phẳng về cái vùng này luôn. Đánh thẳng về cái vùng này luôn. Ui.
Game này 10 nó xuống sâu lắm, đang xuống 0,09, đang có tăng 0,09 này. Nhờ quả vào này hơi quả vào này là không ổn. Thế mình vào vội quá. Cái lý do cơ bản mình vào là vì nó có một cái nhịp nến mà mình rất thích vào bên này. Đó, thì khi mà nó về đến cái vùng đỉnh này này. Và nến này nó mở cao này, mình nghĩ là nó sẽ bật ở đây nhưng cuối cùng không được. Để về đến đây không bật được luôn. Thì mình đang coi đợi xem cái nến này nó sẽ đi như nào. Đấy, quả này mà bật lên trên thanh vàng của mình thì vẫn được nhé. Vẫn được, nói chung là buồn ngủ quá các bạn ơi. Đấy. Khối lượng vào đi. Cái khối lượng đây nó đẩy lên tầm này. Thì sẽ ok. Nến này còn 1 phút. Không đến 1 phút nữa. Đóng ở trên giữa. Đóng được ở trên giữa thanh nến màu đỏ đằng trước. Thân nến này nó dày một chút, bẩm một chút thì cơ hội cho chúng ta bật lên được thì có. Bảy tám giây nữa. À, khó rồi. Thế là khối lượng lòng nó không lấy được gần. Nếu mà về mà bật lên theo đúng cái suy tính của mình thì ok đấy. Đấy. Rồi. Tông thẳng qua thằng vàng này đi. Húc thẳng qua thằng vàng này lên. Đúng rồi, húc lên. Lúc nào mà nó đi theo ngược chiều mình đánh nó chán đi các bạn. Theo cái xu hướng mình vào thì nó còn đỡ chán tí. Cứ húc mạnh qua đấy lên là được. Đây. Lên nào. Bình tĩnh chờ đợi. Vì thời gian ta chẳng làm gì được. Kết quả bật đẹp đấy. Cái này mà xem 1 phút thì nhìn cũng hơi phê đấy. Đấy. 1 phút thì đã vào ông này rồi. Cứ đánh ở trên thanh vàng nằm ngang thì là ok.
Xem vẫn cứ đi ở đấy à. Thay này còn 3 phút nữa cơ. Nó chẳng có khối lượng đẩy lên đây. Vẫn đang nằm ở cái vùng này. Mười một giờ rồi vẫn chưa đánh. Ok là chẳng có nhẽ là phải đợi đến chiều. Bật lên đây. Người ta chờ đây chứ. Thế là nó buồn ngủ thật đấy các bạn. Một phút nữa. Nến này cứ đóng ở trên hành vàng này. Nến sau nhảy lên được trên này. Thế thôi ok ra nó lên được một tí nữa. Còn lên được đến đâu thì chưa biết. Đúng không ạ? Đấy. Phút mới này, chuẩn bị cho cây phút mới này trên thanh giá 1235.5 này. Đẹp. Đẹp rồi, đẹp rồi. 11 giờ kém 5. Nên khối lượng nó phải đẩy lên mạnh tí. Anh em chế khối lượng vào tí giờ cho nó lên rồi nào. Đóng ở đấy, đóng ở trên đấy, đúng rồi, đóng ở trên đấy, đóng ở trên đấy, cây mới, đóng ở trên đấy, đóng ở trên thanh giá 1235.5. Lên chưa? Ra cây mới rồi đấy, lên tí xanh cho anh em xem rồi, đúng rồi. Thế là đẹp. Ui. Cứ phải đỏ làm gì? Trưa rồi, 11 giờ rồi. 11 giờ trưa rồi. Hôm nay cũng lại đi chắc đánh cả tiếng nữa chẳng được được kết quả gì cả. Lại đỏ đấy kia thì hơi chán này. Cái thanh này nó phải lên trên này cơ. Nó phải nối từ đây lên thì nó mới đẹp. Chứ đỏ đỏ kiểu này chán lắm. Rồi nó khó cơ hội nó lên mạnh. Nếu mà nó đánh hai thanh vừa phải thôi. Thân nến nó tầm như này thôi. Nó đánh ngang ngang ra đây thì cũng vẫn được các bạn nhé. Nó vẫn ok nhé. Đấy, thép bật ngược lên. Nến mới mà nó phải dọa dọa nhau tí chứ. Đấy. Im rồi bắn qua hết cái đầu thằng này đi xong lên đến thanh giá 1236 là đẹp này, bỏ lên đi anh ơi. Đúng rồi, ba thanh xanh này, ba thanh xanh lên nhau lên này. Ông này xuống đón này, đón lên này, này thì sẽ hơi lâu thôi, bỏ thằng này đi.
Thanh vàng xuống kéo lên rồi mà không lên được. Nghĩa là có lên nhưng mà lên tí tí ấy. Cứ xanh đánh trên thanh giá 1235.5. Mười một giờ rồi mà nói chung là khó. Đây lại xuống à. Bật lên đi. Cơ bản là nến vào nó được vào nó ít quá. Thế thôi. Rồi ơi. Phải uống mấy cốc nước thì nó mới tỉnh ngủ ai. Vẫn đỏ. Thôi thành kia thấp rồi. Lên 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 lên. Đã trưa rồi bà con ơi, 11 giờ rồi. Cái thanh này nó phải bật mạnh rồi, khó. Xuống tiếp à? Chắc là nó phải đến chiều mới vận động mạnh các bạn. Không đánh lên mà sẽ đánh xuống à? Không phải thế chứ. Đánh lên đấy. Viên 30 tăng lại rồi mà. Viên 30 đang tăng 0,28 mà. Đánh quay lên.
Đến vùng này lên các bạn nhìn này. Nên là không phải là nhiều khi cái đường này vẽ ra nó cũng một phần là để giúp ta nhận định được tốt hơn thị trường và cái điểm cản của nó. Các vùng kháng cự hỗ trợ để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định nó ok hơn. Thì chúng ta cứ đợi xem là cái nhịp này nó có cao dần lên như này được không. Đấy. Đến này xanh này. Ôi giời. Này là sẽ còn lâu. Còn lâu mà không biết là có đúng cái xu hướng mình đi không ấy. Mình vào lệnh hay không ấy. Kỳ vọng này là màu xanh bật qua được cái thanh vàng trên này thì mới là đẹp. Xanh và lên qua thanh vàng này thì ok này. Đấy, lên đây. 11 giờ 5 rồi. Nhiều người cũng bảo là thị trường nó vận động chán, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra là nó cũng đi thế thôi, thị trường nào cũng thế thôi. Thị trường vận động mạnh thì rủi ro nó lại cao. Cơ hội lớn thì rủi ro nó cũng lớn, đúng không ạ? Còn thị trường thì nó phải có lúc lên lúc xuống, mình nói với nhau thì mình cứ nói thôi, trông đợi nó chán, nhưng mà không phải lúc nào mình vào lệnh mình cũng ăn theo được luôn những cái nhịp lớn được, nên mình phải chấp nhận thôi. Đó là cũng là một nghề mà. Rất kỳ vọng nó phá được lên đây, thanh màu vàng này. Chứ còn cứ đi tè 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 này. Trời ơi, có một lúc đi uống nước thôi mà nó lên được bằng này bà con. 11:07. Đó, cái thanh này nó lên này. Không phải mấy cái hình thù này tự dưng nó xuất hiện đúng không ạ? Nếu như mà thanh này nó bắn phá được qua cái thanh vàng này thì người ta chờ một cái cơ hội lên tiếp xem có ok hay không các bạn nhé. Đợi xem nó sẽ thế nào. Lên đi, cây này nó còn 2 phút nữa thì mình kỳ vọng cho một cái thanh nến đó đẹp 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 đẹp. Để chờ xem nào nhá. Xem nó có lên ok không các bạn nhé. Cứ trên cái thanh vàng kia là ok. Ít ra là mình chưa phải cắt lỗ. Nó còn tạm thời nó còn đi được đến đâu thì chịu thôi. Ừ.
Nhìn này thì cũng yên tâm hơn một chút đúng không ạ? Những cái lỗ nó xuống có tí tí này còn đỡ. Thì nó về cái mép thành này ghê quá. Nếu mà là ghê nhưng mà vào lệnh mà bị thất bại thì chẳng ai muốn không các bạn. Còn bây giờ thì nó đang lỗ có tí tí thế này thì còn có để phiên chiều nó mới bùng nổ chứ tầm này tất nhiên là người ta còn 2 phút 3 phút cũng đủ làm nên chuyện đúng không, nên là chưa nói được gì chứ bây giờ nói gì người ta còn 20 phút nữa bắn lên trên luôn, lên luôn. Nguồn nó yếu đấy, lên cho mình thấy màu xanh tí là không, từ sáng giờ dần đỏ ấy, chán lắm rồi. Xanh xanh luôn đấy. Xanh lên đến đây. Vẫn chưa có xanh xiếc gì cả. Rồi. Sau mấy bao nhiêu giờ, mấy chục phút đồng hồ, từ nãy giờ quay gần 1 tiếng rồi. Nó còn lâu hơn cả video ngày hôm qua, sao hôm qua không biết là mình quay trong bao lâu á. Lại thụt về rồi. Không sao. Ý ra là thấy một cái xu hướng nhận định cơ bản từ lúc vào lệnh, mỗi tội là mình vào nó hơi sớm thôi. Làm rồi đấy. Thế cái video hôm qua quay có 52 phút để video này giờ đã chạy đến 53 phút rồi. Chưa có một cái gì cả. Thế ra nhìn thấy màu xanh này đỡ buồn tí thôi. Nghĩ ra là nó màu xanh thì nó đỡ buồn ngủ hơn các bạn. Lúc mất tiền nó buồn ngủ lắm. Đi hình một cái lòng chảo. Một cái lòng chảo luôn. Đợi tí. Lại xuống luôn. Chắc lại phải đợi đến phiên chiều quá. Mình không muốn đợi đến phiên chiều. Ở đây nếu như chờ đến phiên chiều nên ta kỳ vọng nó đánh phá được qua đây nhá. Thì giả sử nó lên đến đây này. Nó đập về lại đây, tầm vùng này. Đúng không ạ? Xong nó lại lên. Thì sẽ ok, căn về tầm vùng này. Vùng này và xa nữa là trên này. Đấy là mình dự định nếu như nó lên các bạn nhé. Xa nữa là cái vùng trên này. Đó. Những cái điểm gần nhất. Đây, những cái điểm vùng gần nhất này. Trên này. Cái vùng nữa nha, cái con điểm thì nó khó mà chính xác được, chúng ta căn về vùng thôi. Còn giả sử như hôm nay mà nó không lên được thì khi nào nó đánh phá có cái điểm chặn ba thanh này này. Cái vùng thẳng này. Thì người ta chờ xem là liệu nó có xuống được đến cái vùng tầm dưới này hay không. Thì cái điểm đầu tiên, điểm chạm đầu tiên thì mình căn nó sẽ về đây này đúng không? Xong điểm tiếp là dưới này, kinh nó vừa lên 50, lên 5 điểm, lên 0,5 bây giờ. Đó, đấy là cái đường chúng ta vẽ cho hai chiều. Thì mình vẫn nói suốt là có nhiều bạn thì cứ bảo là gì ạ? Nói thế ai chẳng nói được đúng không ạ? Không lên thì nó xuống, nhưng mà vì bản chất thị trường thì đúng là nó không lên thì nó xuống. Chúng ta nghĩ đơn giản như thế, ai nói thế cũng được, ai cũng nói được, và chúng ta cố gắng là gì ạ? Chúng ta theo nó và ta hiểu nó, ta làm được. Đó, nếu mà nó xuống đây thì mình cắt lỗ đi. Thế thôi.
không cần thì đảo chiều, nhưng mà cảm thấy cái nhịp xuống này nó thực sự nó cái nhịp lên này nó gọi là chỉ gọi là lên để kéo anh em vào lệnh xong nó xuống, nó đập xuống hơn thì lúc đấy cần thì người ta sẽ đảo chiều vậy thôi. Còn cơ bản chúng ta đánh có những cái điểm rõ ràng ấy thì nó sẽ dễ chúng ta hơn rất là nhiều. Những cái điểm có cái cơ sở, quan trọng là chúng ta phải có cơ sở để chúng ta chốt lời này, cắt lỗ này đấy. Có cơ sở để giữ cái lệnh đấy của mình mặc dù nó đang lỗ như của mình lúc nãy chẳng hạn. Bây giờ thậm chí nó lên được như này mình vẫn không có đủ yên tâm, tại vì thời gian là mình vào thứ nhất là sớm. Có thể là tham, thứ hai là cái điểm nhìn này của mình về cái lệnh bên này này, cái nến bên này này là cái lý do làm cho mình vào cái lệnh này nó hơi sớm. Và cái điểm cản trên này nó cũng đây, điểm cản trên này nó cũng là cái vùng khá là đây, khá là lớn đấy các bạn. Thì cứ đợi xem nó sẽ như nào. Nhưng mà chắc là phiên sáng này nó sẽ không làm được gì nhiều. Tất nhiên là không biết được, đúng không? Chúng ta vẫn còn 15 phút nữa cơ, nhưng mà chắc chắc là mình đoán là như vậy. Cũng có một chút khối lượng này các bạn. Cái thanh này miễn là nó không xuống quá nửa thanh đằng trước này này thì cái nhịp lên này nó vẫn có thể nó vẫn duy trì được các bạn nhé. Đấy, xong cái thanh này, cái thanh màu xanh này khối lượng nó cứ đẩy lên quá thanh đằng trước này nữa thì là ok, thì mình kỳ vọng nó lên được cái điểm cản ở đây, cái điểm cản ở đây. Còn nếu mà không thì nó lại lùi về tầm này, đúng không ạ? Cái bám theo thanh này mà lên, nếu thực sự nó lên, còn nếu mà xuống thì nó phá hết cái điểm này xuống. Mười sáu phút rồi. Mười bảy này. Không lên nổi. Còn ở trên anh này thì còn được các bạn nhé. Phiên sáng nay chắc là lại vận động quanh cái vùng này thôi. Nãy khi mà mình nhìn biểu đồ ngày mình có nói với các bạn ấy, có thể hôm nay nó sẽ để xanh nhẹ hoặc là đi tầm ngang ngang. Còn nếu mà lực xuống mạnh thì phải để ý xem khối lượng như này, nghĩa là nếu mà nhịp xuống mạnh thì nó lại bắn hẳn xuống dưới này thì lại khác, đúng không ạ? Còn mình nghĩ cái điểm này thì khả năng cao nó sẽ đi ngang bé bé, thanh nến bé. Thế là nó không mập, nó gầy gầy. Ôi giời. Người ta vẫn phải đang tính cả hai hướng nha các bạn. Long, short. Tại vì thời điểm này mà tính phân tích long thì nó cũng chỉ gọi là
Nến khỏe thế. Đánh về luôn nửa cái thằng này luôn. Quá là ghê gớm. Chán thật. Lại xuống đỏ. Hòe. Còn 10 phút cho phiên sáng nữa. Chỗ này cảm giác thoát này đẹp thế này mà cũng không lên nổi. Đánh xuống vào cuối phiên sáng luôn ghê. Chắc hết phiền này à. Các bạn xem là làm một cái video này nó mất mất thời gian canh này nó khó lắm. Mất khá là nhiều thời gian đấy. Nghĩa là mình đánh thì mất công, nhưng mà bình thường là mình có thể vừa đánh vừa đặt mục tiêu để mình chốt đấy. Sau mình làm việc khác thì mình sẽ đặt các điểm chốt lời cắt lỗ trước, còn để quay được video thì nó cứ phải ngồi mình trực này, nó mất mất rất là lâu. Ví dụ như cái video này mình mất đến hơn tiếng rồi nó vẫn chưa đạt được cái mục tiêu gì cả đó. Mình vẫn có cái thanh vàng này để coi như cái vùng cản dưới của nó nhé các bạn. Lại xuống này. Tư 25 là chắc nó kết phiên ở vùng này thôi. Để phiên chờ xem phiên chiều như nào. Nhưng các bạn nhìn thấy nó có điểm gì giống giống như phiên phiên ngày hôm qua không? Đây 11 giờ đây, 11 giờ đây, hai thanh nến đây,
Xong đến 11:20 đấy, thanh đỏ rồi. Đúng không ạ? Sáng lên một tí ấy. Sáng lên một tí đây. Sáng lên được mấy cây nến? Coi lên đây đi. 10 thanh nến. Thằng này thì nó còn lên được nhiều hơn chút. 15 thanh. Đúng không ạ? Hoặc là từ đấy, như phiên hôm qua là từ đấy nó bắt đầu xuống dần, đến hết chiều. Đây cũng như thế này, 15 thanh xong từ đấy, từ gì nó cứ đang xuống rồi. Đỉnh thấp dần. Nhưng bây giờ nó các bạn để ý một chút là thấy là đỉnh thấp, đúng không? Đáy thì cao lên dần, tạo thành một cái điểm thu hẹp như này. Thì thường thường là mình có nói, nếu mà các bạn đã theo dõi kênh của mình lâu ấy, những cái điểm này, những cái điểm hình trụ tam giác vào này thì mình sẽ sửa những cái điểm bứt phá lên bên nào thì mình có thể vào được bên đấy. Tuy nhiên như thế đây mình có thấy một cái lệnh lên như này, khối lượng nó không có đủ lớn mà nó cũng nằm được cái vùng cản biên của nó như này, đi nó rất là lâu, thực sự rất là lâu luôn đấy. Về cơ bản thì đúng là đừng có vào những cái vùng này, ví dụ mình đợi thoát lên đây đúng không ạ, hoặc là mình đợi thoát xuống đây thì mình vào thì cơ hội nó ok hơn. Nên nói chung hôm nay mình vào một lệnh ở đây làm vào theo bên này để người ta có video, người ta chia sẻ và theo dõi cùng nhau cho nó vui. Bốn phút nữa các bạn. Ba phút nó kia kim nó đẩy lên được đến đây mới đúng không, mà nó xuống đến đây chắc, tại vì nó còn một thanh này thôi mà, thanh là thanh cuối cùng mà. Thôi thì nó giữ nguyên như này thế thôi, chắc là mình sẽ dừng video này ở đây. Thì mình có thứ nhất là có thể chiều mình làm thêm một video cho các bạn cập nhật thêm, hoặc là nếu mà không có thời gian thì mình sẽ share video này cùng với các bạn vậy thôi. Ấy à, ấy thì à, chào buổi sáng, kết buổi sáng chứ đúng không ạ, kết buổi sáng uể, phễu hứng này mà vượt lên được thì ngon quá, thanh cuối mà, thanh cuối hay đánh vậy, thanh cuối cho mình xanh tí cho nó đỡ buồn, chắc để chiều còn có hứng quay lại. Không đánh như này thì chiều quay lại làm gì nữa đúng không? Thôi nha các bạn, một là mình sẽ dừng video ở đây. Nếu như mà có thể thì hẹn cập nhật lại cho các bạn vào chiều ngày hôm nay. Ok, bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại. Và đây mình có làm cái video cập nhật một chút cái phiên sáng nay. Thật ra phiên sáng nay người ta dừng lại ở đây, đúng không ạ? Đây là cuối phiên sáng này, 11:30 này. Thì mình có dự đoán là có thể nó sẽ lên đập này, khi mà nó phá được qua cái vùng 1238 này thì nó sẽ lên đập được vùng 1242. Cuối cùng thì các bạn nhìn là nó lên được đến 1243. Đó. Thế như mình chốt đâu đó ở 1240 này thì phải, mình không nhớ lắm tại vì mình dùng điện thoại mình chốt. Lúc đấy mình đang bận quá, mình không có ở nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích lại qua một chút thôi. Đó, để các bạn thấy là khi mà người ta nhận định và có những cái phân tích, có những cái định hướng ấy thì người ta có thể giữ lệnh nó tự tin hơn, đúng không ạ? Thì sáng nay người ta có xác định là một cái biên đi xuống là cái thanh màu vàng này, và gần như là các cái thanh 5 phút này nó không có thanh nào xuống hẳn của cái thanh màu vàng này là điểm thứ nhất. Thứ hai là cái vùng chạm này, mình có bảo là nếu như nó xuống qua vùng chạm thì gần như là mình sẽ phải cắt lỗ. Thì các bạn để ý này, tất cả các thanh nến này nó xuống đến cái vùng chạm này là nó lại quay lên, đúng không ạ? Và một điểm nữa là khi mà nó đã phá qua đây, nó tạo cái MIP tam giác này, nó phá lên trên này, thì gần như là cái xu hướng nó không phải là mạnh, nhưng cơ bản là nó tạo được một cái xu hướng lên. Đó, nó lên bên nào thì nó sẽ gần như là xu hướng bên đấy một một chút. Còn mạnh hay yếu thì phụ thuộc vào thị trường. Thì cơ bản ta thấy một cái phiên long, nếu mà bạn nào chốt ở trên này thì cũng được khoảng 7-8 điểm, đúng không ạ? Vậy là cơ bản cũng ok. Đó. Còn mình thì hình như là mình chỉ chốt được một chút thôi, không không có nhiều lắm đâu.
trong phiên ngày hôm nay. Tại vì mình bận quá, giờ mình mới vào lại được thì nó đã hết rồi. Thì vậy thôi. Cơ bản là sáng nay chúng ta đã xác định một nhịp vào hơi sớm. Mình có nói với các bạn là mình vào hơi sớm. Nhưng cái nhận định của mình cơ bản là vẫn đúng. Đó, cơ bản là vẫn đúng. Và một lần nữa thì mình muốn chia sẻ với các bạn là nếu như chúng ta có một chút kiến thức và chúng ta xác định nó có những cái điểm, có những cái căn cứ để chúng ta vào lệnh và chúng ta giữ hoặc là chốt lời cắt lỗ ấy, thì cơ bản là các bạn cố gắng các bạn giữ và thực hiện theo nó thì cơ hội để chúng ta có thể có tiền nó sẽ cao hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Nếu bạn nào mà đã xem đến đây thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video nếu mà các bạn thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.